dựa trên cái nền tảng của pháp luật Việt Nam. Cái phần thứ hai là chúng ta cũng có thể liên kết với những bản luật để nè mình có những cái ngày hôm nay trong khuôn khổ thời gian của mình giới hạn thì mình biết sơ sơ về một số thông tư, nhưng các anh chị sẽ có nhu cầu học kỹ hơn về những cái thông tư đó, hướng dẫn đó, thì các anh chị hoàn toàn có thể là hẹn họp một với những bạn luật, hầu hết tất cả các bạn luật sẵn sàng hỗ trợ. Và Khang ngày hôm nay cũng vì việc yêu mà đến đây ha, để hỗ trợ cho các anh chị thêm một số thông tin, cũng như là thay mặt những cái người tiếng nói của chủ doanh nghiệp để chúng ta cũng có một cái câu chuyện, cái story khi mình bước ra ngoài mình tư vấn. Thì đây là một cái hiện của một người chủ doanh nghiệp và câu nói của họ như vậy. Thì nếu anh là chủ doanh nghiệp, anh nghĩ điều gì? Không phải là tôi nói, và rõ ràng là tiếng nói của chủ doanh nghiệp Phi Kha, người sở hữu nhiều công ty. Một tràng pháo tay cho Kha. Tôi thấy tôi liên hệ thoải mái chứ. Đi gặp mặt anh cứ anh mà từ chỗ anh nhát kêu mình đến rồi mình nói chuyện mình còn